Ok, xin chào cả nhà nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay nhà mình bày quá trời bày luôn. Quá Gạo trời củ luôn. quả, hủ tiếu. Hôm nay nhà mình ăn hủ tiếu xào. Hôm bữa nay ăn hủ tiếu nước, hôm nay ăn hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào hải sản. Hồi mày thấy lá cách giờ mày cuốn đó mà. Hồi mày lấy cách giờ mày cuốn hủ tiếu. Cháo nước mắm. Nói gì? Cái này mình có một miếng tép, một miếng mực ba tuột và một miếng thịt ba gọi. Có mấy chỉ vào? Chút. Chỉ vào. Ba chỉ nè chút. Ba chỉ. Ba chỉ là 15 triệu á. 15 triệu mấy luôn. Đó đó. 16. Ba tuột này là ba tuột ba gâu dài, gâu thẳng. Còn hủ tiếu này mình sẽ ngâm nước đó rồi mình xào chứ mình không có trụng. Ký luôn không? Ký nhiều không mà? Hết không? Hết không mà? Còn rau xào thì mình có cái ngọt nè, cần tàu, cà gót, hẹ, giá luôn. Rồi hết, tầm lum mấy trang. Cái này rau gì mà ngủ quả, cái này ngủ gãy á. Tép mình luộc rồi mình lột nè, còn thịt với bạch tuộc mình để mình xào. Cái xào sống ngon đỏ ghê, tép ngon à. Ngon lúc nào nó cũng phải đỏ vậy nè. Sáu chục rồi đó, cái ta còn gì nữa. U60 nói 60 không ai tin chân chạy 60 mà còn đi nhông. Nhiều khi nhìn con lớn rồi nhà mà thằng không thấy cưới vợ cũng nhìn cũng thấy nhiều cái trường hợp. Hủ tiếu sau khi mình ngâm nước mình ngâm khoảng chừng 15 phút đó các bạn. Nhiều hủ tiếu quá à. Này sao hai lần mới hết đi. Có chả bự kìa. Chả bự chả bá hả? Này mình sẽ cắt cái cọng cải ngọt mình để vô hỗ trợ hủ tiếu luôn. Còn mấy hẹ với lá với cần tàu mình để sau, hành lá nữa. Giá nữa. Rồi chung vậy cho nó ngọt. Vậy là giờ mình xào thịt bạch tuộc trước. Nó cháy tỏi thôi thơm. Này mình cháy tỏi với hành tím. Rồi. Mực này ngon quá, mực tươi không. Nêm thì mình để đường, muối, ngọt. Cái củ cải vô. Cải gót có màu liền thấy không? Rồi, để hủ tiếu vô luôn. Bột thao vô ngút. Xào đi, xào chút đi. Cho bác cho nó xèo xèo xuống. Vậy là này là thịt lủi vô hủ tiếu rồi. Lủi không? Lủi. Hạ lửa xuống. Chạy đi. Thấy ngon không? Trắng xanh đỏ tím. Không có tím. Thôi là theo quay bằng mồng. Mắt quay bằng mồng tím. Còn cái tím luôn. Người hai con tôm. Mấy con? Người hai con. Còn
Hủ tiếu này ăn gì bao no? Thoải mái. Cơm bao no này ăn hủ tiếu bao no. Này họ đi bán luôn. Đi bán luôn thiệt à. Ngon quá. Thấy đẹp. Rồi. Wow. Rồi. À. Nguyên liệu cuối cùng đó là xong rồi đó. Cái này nữa là xong rồi. Có còn giá nữa kìa. À, còn giá nữa. Quá vậy à? Chắc này là quá trời rồi. Bán luôn quá. À. Hồi lên chuột luôn mà mẹ lên chuột luôn. Còn giá nữa. Sao điều điều đi cái để giá vô nữa. Mâm hủ tiếu siêu to khổng lồ. Này là mới mới bự bự thôi chứ chưa siêu to. Chưa. Ồ, vậy thấy mới hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Coi đồ, coi. Dạ, lên ngàn trước đi, lên nhà đi. Lý tưởng nè các bạn. Mưa gác ở ngoài trong gói hủ tiếu ăn. Này mình ăn nước tương nha các bạn. Tương mình tầm tỏi ớt. Rồi xong mời cả nhà dùng hủ tiếu xào với mình nha. Xào hải sản. Rồi bắp. Đây, này mình có lá cát, cát lòi, lá cách, rồi rau thơm, không lủi. Như giúp cá. Quá trời một một mâm. Con nhắn về cho nó lẹ. Chốt như vậy rồi. Quá trời rồi. Trang vô. Miếng tôm. Đâu có ngải đâu. Miếng mực. Miếng hỏi gấp. Miếng thịt. Miếng cà gót. Miếng rau. Khén ngon ngút luôn. Cái hủ tiếu hơi nhiều. Hủ tiếu mình ngâm vậy nó ngon, nhìn nó ngon ha. Ừ. Cái kia trụng cái nó dính nè. Nó ngon mặn này. Trụng nhưng khi trụng quá lửa cái nó mềm. Trụng bắt nút thôi. Còn giòn, nó còn giòn nó nè, trước còn giòn nè. Nhà nó tươi cũng đúng nè. Ngon. Dưới gối là cho nó có gao gác.
mưa gào quăng cái cho má. Má mẹ mưa cái này nực chết luôn. Má đều dơ. Dơ rồi nực thêm đó. Cái này mấy người ta nuôi gà để thả đó. À thì mới vậy. Gần hết là chiêu môn, khỏi lo, khỏi sợ. Thực phẩm nhân gian quá đắt phải không? Gói đã ăn tép cắn cắn còn tép vợ nguyên. Ăn với rau nữa nha. Không nào, không sao. Chị ăn, nhưng mà gói vậy có rau thơm. Rau bây giờ không biết 18 cỡ 98 nào cũng có rau muối xào, xào với lòng. Còn bây giờ cũng còn. Xào để dành đại họ. Dành mấy người phụ đám á. Với cho. Xào hôm nay cũng thôi gì biết không? Làm gỡ vô đậu que. Cái đó là kêu bằng mấy người dọn ăn chứ lại họ gì. Người dân dọn á. Người dân dọn á. Đám, đám dọn. Còn miền Tây mình ra số bánh ít bánh tét. Bây giờ đi mưa rồi cứ ra là mang đôi dài á. Đất là đất phèn. Phèn á. Trên mặt các bạn. Đó cái đó nằm á. Bước ra một cái là một ảnh luôn. Nếu dòng tháng mưa không chết. Vòng vòng ra vườn cái nào. Vô mang dài. Để biết đất nó đâu có tiền à. Càng ngày càng thấp. Đi dính không? Lá cắt lòi nè, này non ghê luôn. Cái lá cắt lòi bùi ha. Hả? Cắn bùi bùi. Ờ. Lá cắt lòi ăn cũng nên thuốc. Cái lòi dưới quê mình mọc đại dại với mấy chỗ khác là người ta trồng. Trồng bán á, bán cho quán bộ em. Bán bánh xèo á. Bánh xèo. Bánh xèo bánh khọt, bánh đóng. Nhớ đó chàng bán bánh cống ở chồng với chú Bảy bán đắt ghê luôn, quá trời đắt luôn, mấy thiện rồi. Rồi cái sau cái ai bên kế bên ra cạnh tranh. Thấy bán đắt quá ha. Ngồi đó thấy cái thay vì cạnh tranh bán phá giá, thay vì thấy người ta bán bánh thì giờ mình bán nước đi cho nó hộp. Bánh con nước bán cái bán cái hạ giá xuống, hạ giá cái hạ giá cái chết chùm luôn, chết chung luôn, chết tao chết, mày chết tao cũng chết. Hạ giá thì bán không được nhỉ. Như ở đây rồi cô ba bán quán hồi đó đầu tiên giờ quá trời giờ ra thôi, đây đó đây đó rồi đi ra không biết mua đâu nữa. Còn quen cái mình không còn biết, thôi đi chỗ khác ăn luôn à. Quen không chết à, mua không? Con quen chỗ con đi thẳng mua. Nếu như gió giờ mua ngoài cô ba rồi. Qua cô ba mua. Quen rồi. Chữ đi quen, quen chân. Mà ai thì mua về hay qua bà Năm.
nữa mình không biết sao chú cây mà nữa thì bây giờ thấy cũng cỡ tuổi mình là đi bị nhất đi sửa tướng hết trơn rồi. Bà năm mình đổi giờ bà đi trần năm nó đến ra bà cũng 70 rồi. Còn rửa tướng nữa. Ý đâu bà mới có sao mấy không chịu rửa tướng nè. Rồi sao mấy bà đi còn muốn đi dáng như yếu điệu thuộc nữ nữa. Tại tôi cho trẻ còn không biết giờ 60 không biết. Phải không? Coi mấy cái tin mà độc quỷ á, cái tối mà ngủ mà hơi khó thở cái là không dám ngủ luôn. Ám ảnh luôn á. Chiều 7 giờ mẹ không đi tắm nha. Nhức nhức đầu hay gì bắt đầu có nghi nghi à. Hay bắt đầu không dám ngủ, nằm nghỉ tùm tùm ra không. Nghĩ gì vậy? Có đợt chiếc á. Ngày chấp năm của nó. Mới giờ uống ly một à. Thở không à. Không được thở bằng miệng không à. Hai. Còn làm gì vậy? Quay chống chống mặt. Làm sao vậy? Bệnh tư tưởng. Tư tưởng. Trời. Vậy là con hơn mẹ rồi. Có một đợt ấy con nằm xuống á. Nằm xuống này không sao. Nhắm mắt lại ngủ rồi tim đập thịt á. Không được. Rồi mới đi khám. Đi chụp gì đo điện tim rồi đo đi thử máu. Lên mạng con thấy lên mạng tìm là bị gì hạ đường huyết rồi bị bệnh tim đủ thứ vậy. Sợ quá chạy đi khám. Khám bình thường. Khám nó bình thường. Cái là bị gối loạn thần kinh thực vật. Phải cho uống thuốc tần lễ một cái giờ hết trơn. Mà giờ cũng thứ mà cay sợ đó, giải đi lắm. Tối ngày nghỉ nghỉ đó. Tâm lý. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.